Em xin kính chào quý vị khán giả và các bác yêu cây cảnh nghệ thuật trên toàn quốc. Clip video này em xin chia sẻ một đôi xanh long. Mời các bác chiêm ngưỡng một góc độ từ phía xa. Đôi xanh long già đẹp, bông tay mịn màng. Đôi xanh long này của anh Đại có địa chỉ xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Các bác quan sát kỹ hình dáng, màu sắc của tác phẩm xanh long đầu tiên. Tính từ mặt chậu lên cây cao phải gần đến 2 mét quý vị nhé. Đấy. Và các bác quan sát kỹ màu sắc cũng như độ sần của đôi xanh long này. Xanh Nam Điền các bác nhé. Mời các bác cảm nhận nè vẻ đẹp của tay cảnh tác phẩm có 4 tay và 1 ngọn. Các tay cảnh được tạo tác lâu năm, cắt tỉa thường xuyên nên dày đều, khỏe khoắn. 4 tay cảnh được phân bố ở 4 hướng khác nhau, vị trí cũng khá hợp lý. Vâng, các bác cảm nhận là tay số 1 rất khỏe khoắn nha. Cây già mốc meo, phần cổ ngọn là có một đường cong uyển chuyển rất duyên. Có nhiều chỗ đã ngả sang màu đồng ống rồi các bác nhé. Đây các bác quan sát kỹ bệ bãi của tác phẩm này. Các bác cảm nhận kích thước của cây. Và anh Đại đang muốn giao lưu đôi xanh long này các bác nhé. Em sẽ để số điện thoại của anh Đại ở trong clip video này. Bác nào muốn giao lưu đôi xanh long già đẹp, chúng ta liên hệ với nhà vườn của anh Đại qua số điện thoại. Cây xanh long thứ hai. Hai cây có kích thước tương đương nhau các bác nhé. Đây, anh Đại chơi cây từ lâu rồi. Thời gian trước anh đầu tư rất là nhiều cây. Chủ yếu là xanh quê các bác nhé. Đấy, còn sót lại hai cây xanh Nam Điền. Giáng long này. Bây giờ anh bận mải làm ăn ở nghề khác nên muốn giao lưu hai tác phẩm long này.
Vâng, cả hai cây đều có bệ bãi rất đẹp mắt. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi clip video của em. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào những clip video tiếp theo.